tự nhiên nó làm cho lòng mình thấy cũng nhẹ đi. Ở thành phố tự nhiên mình cảm thấy rất là dễ dễ ngộ, là tại vì nhà cửa nhiều quá, người chen chúc quá, xe cộ ồn ào quá, và đó nhiều khi nó cũng làm cho mình bị thu hẹp lại cái không gian ở trong lòng mình. Không gian bên ngoài đã thu hẹp, mà nhiều khi cuộc sống xã hội nó cũng làm cho mình thu hẹp lại cái tâm tư của mình, cái đời sống tâm linh của mình cũng bị thu hẹp luôn. Và đó là tại sao con người ngày nay rất là dễ nóng nảy, bực bội, cao có, ích kỷ, tại vì nó bị thu hẹp lại. Cuộc sống bây giờ nó làm cho con người ta rất là khổ. Mặc dù là kỹ nghệ thông tin thì càng ngày nó càng hiện đại, nhưng mà nó không có ý nghĩa gì cho đời sống hạnh phúc của mình cả, đời sống gia đình của mình cả. Nó chỉ làm cho mình bận rộn thêm, đánh mất thêm. Thay vì ngày xưa mình mới về nhà mình mới gọi điện thoại hay nghe điện thoại, bây giờ điện thoại đi theo mình suốt 24 giờ, dù cho mình ở trên xe, trong toilet, thấy bất cứ ở đâu mình cũng phải bận rộn với công việc. Nhất là những người mà làm việc qua cái điện thoại, là coi như những người đó làm việc không phải chỉ cái trong cái giờ giấc ở trong văn phòng, mà nhiều khi đem về nhà nữa, đem vào toilet luôn. Đi tắm thì chắc chưa, sợ máy hư thôi, chứ nếu mà nó có cái đồ bọc máy chắc cũng làm luôn. Bây giờ nó cũng có những cái đồ bọc máy cho xuống biển mình tắm cũng sợ hư nữa. Trời đất ơi, chế mấy cái đó hay sao mà. Có nghĩa là bây giờ anh đi tắm anh có thể đem theo luôn xuống biển. Có rồi đó. Làm sao mà chúng ta có thời giờ cho chính mình đấy? Không còn nữa. Vậy thì cái thời gian mà mình về đây á, mình nên nhìn lại thôi. Mình nên nhìn lại. Thật sự mình sống để làm gì? Công nhận là mình sống cho nên mình cần ăn, cần ở. Nhưng mà cái ăn, cái ở của mình đủ chưa? Đủ rồi thì đừng chạy theo nữa, đừng có tìm kiếm thêm nữa, đừng có nhiều hơn nữa. Nhiều hơn thì bất quá sợ trộm vô nữa. Tại sao mình phải đem những cái phập phồng về cho chính mình chứ? Đủ ăn đủ xài thôi. Còn nếu mà mình phòng hờ về già, con cái nó bất hiếu không nuôi thì bỏ vô tiền ngân hàng. Tôi nghe đọc báo thỉnh thoảng thấy có những người nhà nghèo mà không biết sao ăn xin sao mà tiền họ giàu quá trời giàu, mấy chục cây vàng. Có một bà lão nào hay ông lão gì coi cái tin tức ở Việt Nam ấy, bị mấy thằng tuổi trẻ nó rình sao nó giật một cái túi tiền vàng của bà, mà là người ăn xin đấy, tới mấy chục cây vàng, không biết ăn xin sao mà kiếm nhiều tiền dữ gì không biết nữa. Mà tại sao mình có tiền nhiều như vậy mà mình phải sống một đời thiếu thốn như vậy? Chúng ta là như thế đó. Chúng ta không có thiếu nhưng mà chúng ta sống rất là nghèo. Tại vì chúng ta cứ chắc mót và vuông bó, không biết để làm cái chi. Cho nên tiền thì có, nhà ở cũng có, chúng ta đâu có thiếu gì cả, nhưng mà không có hạnh phúc. Cho nên chúng ta thật sự chưa hiểu cuộc sống mà chúng ta đang đi tìm là một cuộc sống gì. Chúng ta cứ nghĩ rằng tiền nhiều là gia đình có hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng có nhà lầu xe hơi, có tiếng tăm là hạnh phúc. Thật sự không có đúng. Có rất nhiều người nổi tiếng, có rất nhiều người có sắc, có tài mà vẫn khổ như thường. Vậy thì khi mà chúng ta về đây á, chúng ta học im lặng trong khi ăn, im lặng trong khi đi, im lặng trong khi ngồi thiền. Những cái giây phút im lặng đó là cái cơ hội cho mình trở về để mình nhìn lại mình, nhớ lại mình của cái người của quá khứ, cái mình của ngày trước và cái mình của ngày nay. Đoan Nghiêm nhờ khổ quá, khổ nội tâm thôi. Thật sự đời sống vật chất mình không thiếu, đi tu là không có thiếu vật chất. Tại vì ăn
ăn vẫn ngon lắm, chùa đi tu cho ăn chay ngon lắm. Ở nó nhà cửa đang ngon không, mặc dù là nhà chùa. Nhưng mà có nhiều người đâu có nhà ở đâu ấy, vậy đó là một người tu cũng chả có vợ con chồng con gì để lo nữa, mà không biết sao mình khổ. Nhìn lại thì mình thấy rất là rõ những cái tâm mà nóng nảy của mình, tâm sân si của mình, tâm nghi kỵ của mình, mấy cái đó nó làm mình khổ. Mình nhìn ai mình cũng thấy giống như kẻ thù của mình vậy đó. Làm sao mà mình sống được khi mà mình sống với cái nhìn như vậy, với cái tâm như vậy, thì mình nhìn đâu cũng là kẻ thù cả, không ai là bạn và cũng không ai là người thân hết. Vậy đó, cái tâm đó ở trong một nhà nó có thể xảy ra. Nhiều khi cha mẹ giận con giận cha mẹ, anh em giận nhau, chúng ta đòi hỏi nhau, chúng ta chèn ép lẫn nhau chỉ vì cái mà chúng ta muốn thôi. Chúng ta chưa thật sự hiểu chính mình và hiểu cái người kia. Những người xuất gia, Đoan Nghiêm trở lại với cái em đó, khi em muốn đi tu, Đoan Nghiêm hỏi tại sao em muốn đi tu, thì em nói rằng khi mình trở về mình tu được, mình có thời gian cho chính mình nhìn lại mình thì mình mới thấy rằng cuộc sống của mình trước giờ rất là vô nghĩa, mặc dù mình cũng là người thành đạt nhưng mà nó không ý nghĩa gì cả. Ý nghĩa như thế nào? Cũng chỉ là kiếm tiền thôi, cũng chỉ là sắm nhà cửa, và cũng chỉ là những bữa ăn. Nhưng mà bản thân mình thì nó rỗng toét à, không có gì cho mình cả. Và tự nhiên không biết là mình sống để làm gì. Và có những em trẻ, người trẻ rất là dại dột khi mà thấy rằng sống là chỉ là một áp lực và vô nghĩa. Các em đi tự tử thôi. Những bậc làm cha, làm mẹ phải suy nghĩ cái điều này. Đừng đẩy con mình vào cái thế cuối cùng. Mình phải nhìn lại coi cái hạnh phúc gia đình mà mình muốn là cái hạnh phúc như thế nào. Có phải là một những bữa ăn mà đầy tiếng cười của cha, của mẹ, của con hay không? Có phải là cái hạnh phúc gia đình là cái hình ảnh mà chiều chiều con nó đi về xúm xích tâm tình với mình hay không? Mình có những cái hình ảnh đó trong cuộc sống gia đình mình chưa? Nếu mà chưa, đó là một tai nạn. Gia đình là cái gì mà lại vắng tiếng cười? Gia đình là cái gì mà vắng những buổi ăn trò chuyện với nhau? Những cái hình ảnh đó nếu mà trong gia đình mình không có, mình đã đánh mất gia đình của mình rồi. Có nhiều khi mình buồn, mình thèm có một người ở kế bên. Người tu cũng vậy đó nha. Mà đó là lý do là sao nhiều khi thỉnh thoảng cũng có những thầy, những cô dắt nhau đi ra. Tu có những lúc mình tu chưa giỏi đó, tự nhiên mình cũng thấy trống trải. Mình không biết đặt tâm mình đi về cái hướng nào. Cho nên có một người nào đó đi tới về hướng mình, cái tự nhiên mình hướng về bên đó cái là dính luôn. Tình cảm là gì? Là một sự trống vắng và cần lấp đầy thôi. Cho nên hãy có ai đó lấp đầy là rồi mình khóa cửa luôn. Cho nên chúng ta đó nhìn lại xung quanh mình đó, nó nghiêm thấy có nhiều vị mà về làng, về chùa, hay là Đoan Nghiêm đi đây đó mà gặp nhiều người chia sẻ đó, phần lớn mọi người sống trong tâm trạng rất là cô đơn, có gia đình có con nhưng mà cô đơn vô cùng. Và Đoan Nghiêm hiểu hiểu tại vì bản thân mình ngày xưa cũng vậy, mặc dù mình là người đi tu nhưng mà nhiều khi mình cứ vọng ra ngoài. Tại vì khi mình đi tu, mình chọn một vị thầy, mình cũng có sự chọn lựa giống như mình chọn người yêu vậy đó, mình chọn gia đình vậy đó. Thì đi tu cũng chọn thầy,
chọn tăng thân, chọn huynh đệ của mình. Nhưng mà khi mình có sự chọn lựa như vậy á, thì tự nhiên mình có sự đòi hỏi. Tự nhiên mình đòi hỏi, tại vì tình thương của mình á, mình rất là con người mà, cho nên mình cứ đòi hỏi mà mình không có thấy rằng bản thân mình cũng phải có một cái phần trách nhiệm nào ở trong đó. Mình không thấy, mình chỉ biết nhìn ra và mình đòi hỏi phía bên kia không à. Đo nghiêm mà thấy hạnh phúc, bắt đầu cảm nhận được cái hạnh phúc là khi bắt đầu trở về với chính mình và dừng lại những sự đòi hỏi đối với những người khác. Mà rất là kỳ lạ, khi mà mình trở về với chính mình được rồi, lột trần con người thật của mình ra, thì tự nhiên mình cảm thấy rằng mình rất là mang ơn những người khác đã chấp nhận mình trong suốt cái thời gian mà mình đã gây khổ đau cho họ. Rất là biết ơn. Họ không phải là những bà mẹ ghẻ giống như mình đọc chuyện mà mình thấy. Tại vì nếu không là họ đã đuổi mình ra khỏi chùa rồi. Cho nên nhờ họ chịu đựng chấp nhận mình, cho nên mình mới có cơ hội mình nhìn lại. Và một lúc nào đó mình hiểu ra mọi vấn đề. Lúc đó mình rất là mang ơn những người mà đã chở che chính mình, cho mình những cái cơ hội được nhìn lại, thấy con người của mình. Cho nên chúng ta phải trở về để thực sự hiểu mình, thì tự nhiên mình sẽ hiểu được người khác. Tại vì nhiều khi những cái sự đòi hỏi của mình á, mình cứ thấy người đó làm không được thì mình cứ nghĩ rằng người đó không có thương mình. Nhưng mà mình không bao giờ mình nghĩ rằng mình đã làm được cái gì cho những người đó. Dù người đó, mình đòi hỏi người đó thì người đó cũng đòi hỏi mình thôi. Nhưng mà mình đã làm được cái gì mà mình chỉ nghĩ tới một chiều. Và Đoan Nghiêm thấy khi mà mình nhìn lại mới thấy rõ rằng thực sự chưa bao giờ mình nghĩ về mình hết. Mình chỉ thấy rằng mình có cái quyền để đòi hỏi phía bên kia. Và do đó hết người này làm khổ mình, đến người kia làm khổ mình. Và mình chạy đi chùa này qua chùa nọ cũng vậy. Làng Mai có nhiều chùa lắm. Ở bên Mỹ có 3 chùa, ở bên Pháp có 2 chùa, ở Thái này mới có 1 chùa thôi, Việt Nam thì có 2 chùa. Nhờ có nhiều chùa cho nên mình có thể đi chỗ này chỗ kia, mình thay đổi một chút. Nhưng mà thay đổi môi trường mà không thay đổi mình thì cũng vậy thôi, không có thay đổi gì cả. Nhưng mà khi mà một khi mình đã nhìn lại được mình rồi, mình bắt đầu hạ thủ công phu rồi, mình chỉ chăm lo cho mình thôi. Khi nào cái nóng nó lên, mình biết rằng cái nóng nó đang lên, chăm sóc cái nóng của chính mình. Khi mà cái ganh tị nó bắt đầu nó trồi lên thì mình cũng thấy rõ cái sự ganh tị, tại vì tất cả những cái đó nó đốt cháy mình dễ sợ và nó làm cho mình rất là mệt mỏi, làm cho mình trở nên rất là dễ gầy cồm. Giờ Đoan Nghiêm hạnh phúc quá cho nên nó dễ tăng ký. Những người mà tương tư mập không nổi đâu, đốt cháy năng lượng khiếp lắm. Cho nên những cái tâm hành mà tiêu cực á, nó đốt cháy mình và nó làm cho mình bệnh. Và phần lớn thời nay bây giờ người ta nói cái bệnh của chúng ta phần lớn xuất phát từ tâm mà ra. Cho nên thuốc chỉ là những cái hóa chất cho vào cơ thể của mình thôi, và nó chỉ cân bằng ở giai đoạn đó thôi. Nhưng mà nếu cái tâm của mình mà vui vẻ, hạnh phúc, cởi mở thì tự nhiên trong lòng mình nó hóa giải hết những cái độc tố mình nó đang có. Người ta đã chứng minh được điều đó. Vậy thì thời gian mà chúng ta ở đây chỉ có vài ngày tu học, Đoan Nghiêm mong mỏi là tất cả mọi người phải trân quý, trở về để tìm hiểu mình. Ai có tánh nóng thì chăm sóc cái nóng của mình. Ai có ganh tị thì chăm sóc sự ganh tị của mình. Ai có sự giận hờn, ích kỷ, hẹp hòi, trở về chăm sóc những cái tâm hành đó của mình. Mình phải làm giàu mình bằng cách thay đổi con người mình, thì lúc đó mình sẽ thấy mình không phải là mình của trước kia nữa, và mình của mình sẽ thay đổi mỗi giây mỗi phút. Cho nên người ta sẽ không có dễ gì gọi đúng tên mình đâu. Mình của hôm nay sẽ không thể nào là mình của ngày mai được.
Tại vì tu là phải chuyển biến, giống như một cái cây, không có ngày nào nó đứng một chỗ gì đâu, chỉ ngoại trừ mấy cây bonsai bị người ta tỉa bớt bắt nó đứng không cho nó phát triển thôi, nhưng mà nó cũng mọc ra. Nhưng mà nói chung cuộc sống là một dòng chảy, con người mình là một dòng chảy, năm uẩn của mình là một dòng chảy, mình phải đi theo dòng chảy đó mà phải nắm bắt nó mỗi giây phút để mình thấy rằng mình hoàn toàn mới ở mỗi một ngày khác nhau. Hôm nay là một ngày mới của ngày hôm qua đối với ngày hôm qua, ngày mai sẽ là một ngày mới đối với ngày hôm nay. Và cuộc sống lúc nào nó cũng là một cái gì mới mẻ cả. Cho nên mình phải cho mình cơ hội và cho người khác cơ hội để mà mình có thể hiểu được người kia, hiểu được mình. Và mình sẽ rất là kinh ngạc để thấy rằng hạnh phúc thực sự nó ở trong tầm tay của mình. Không cần phải có nhiều tiền mới có hạnh phúc. Không cần nhà phải cao thì mới hạnh phúc. Thực sự tiền nhiều, nhà cao chỉ là để có sĩ diện thôi. Người Việt mình hơi trọng sĩ diện. Khoe con mà có bằng cấp thì vẫn hay hơn là khoe con đi làm nhà hàng nấu bếp, đúng không? Nhưng mà mình không thấy rằng có bằng cấp mà nó coi khinh cha mẹ, nó coi khinh mọi người hay là coi thường những người khác thì có bằng cấp để làm cái gì? Ngày xưa có một cái kịch Bông Hồng Cài Áo, bà mẹ cho con đi lên thành thị học tại vì bà mẹ nghèo quá, thỉnh thoảng cũng lên thành phố thăm con, nhưng mà đứa con trai dối gạt với bạn bè đây là người làm cho gia đình, không dám nói thiệt đó là mẹ của mình. Và người mẹ phải nói một câu là khi con còn nhỏ đó, mẹ cho con cả cuộc đời, mẹ chỉ cho con một cục kẹo thôi là con cứ đòi theo mẹ riết, bây giờ mẹ cho con cả cuộc đời mà con không nhận. Nhà bà chết trong cô đơn. Vậy thì chúng ta nhìn đi, chúng ta mong mỏi gì cho gia đình của mình, cho con của mình, chúng ta cần cái gì từ con của mình, từ cha mẹ của mình, từ chồng, từ vợ của mình. Có phải là chúng ta cần mỗi sáng thức dậy nhìn nhau cười không? Có gia đình nào làm được cái điều đó không? Hay là mỗi chiều con cái đi học về, bố mẹ đi làm về gặp nhau, ôm nhau hay là cười với nhau không? Chúng ta có làm được chuyện đó chưa trong gia đình của mình? Nếu chúng ta thiếu vắng những cái điều đó, gia đình chúng ta đang có một cái triệu chứng nguy hiểm đấy. Chúng ta phải nhìn lại và chăm sóc cho những người chúng ta thương và cho bản thân mình nữa. Cho nên Đạo Nghiêm mong mỏi là đại chúng, quý cô bác, các chị, các anh, các em đó, khi mình về đây, thời gian mà được giữ im lặng đó, chúng ta nên tôn trọng tuyệt đối. Không phải là cho thời khóa không, mà cho mỗi chúng ta. Tại vì chúng ta phải có một cái quyết tâm mới làm được. Nếu chúng ta thật sự cảm thấy kiếm tiền khó, kiếm tiền thật sự khó hơn là trở về với chính mình đấy. Mình chỉ cần dành ra một chút thời gian yên lặng cho chính mình, nhìn lại mình đã sống những năm tháng qua như thế nào, mình đã hiến tặng được cái gì cho những người mình thương và cho bản thân mình. Mình đã từng cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng mình chưa? Mình đã từng có thể nở một nụ cười khi mình nhìn những người mình thương chưa? Nếu mình chưa làm được những điều đó thì mình nên tập đi. Khi mình ngồi thiền á, không ai nhìn thấy ai, tập mỉm cười một chút. Kéo cái miệng lên, cười cũng được thì cũng phải kéo cái miệng lên, giống như mình tập yoga cái miệng vậy đó. Giống như mình tập thể dục, bẻ tay, bẻ chân, bẻ mình, thì giờ bẻ cái miệng lên, cười tập cười. Khi mà không ai nhìn thấy mình thì cứ cười đi. Còn nếu mình sợ mà tôi cười đi, khi không mà cười sợ người ta nói tôi cũng bình thường, thì mình cứ ở đâu một mình thì mình tập cười. Vô toilet là có một mình là chắc chắn rồi đó. Ráng cười trong lúc đó cho nhiều.
tạo thành một cái thói quen. Mà lạ lắm, khi mình cười được tự nhiên lòng mình nó nhẹ, mặc dù mình chưa giải quyết được chuyện gì hết á, mà lòng mình nó nhẹ thì mọi chuyện mình nhìn nó cũng rất là nhẹ. Thật sự ra vấn đề mà mình trải nghiệm trong cuộc sống không có gì là khó lắm đâu, chỉ là mình căng thẳng quá, cho nên nhiều khi mắt mình nó bị đóng khép lại, mình nhìn cái gì nó cũng giống như thiếu ánh sáng, tối tăm. Nhưng mà thật sự ra lòng mình nó nhẹ, mình mở ra thì tự nhiên mọi chuyện cũng rất là nhẹ. Cho nên rất là mong quý cô bác, quý anh chị tận hưởng những giây phút mà mình đang ở đây, và tận hưởng những giờ phút công phu với nhau. Cái đó là mình đóng góp năng lượng cho nhau, có mặt cho nhau để mà mình cùng tìm lại được cái con đường của mình, tìm lại được cái con người của mình. Và mình có thể sau cái khóa tu này thì những ai mà đi qua đây tu học mà có gia đình á, hãy thực tập hiến tặng cho nhau những nụ cười. Chúc mọi người thành công trong khóa tu này.